Cháo cháo con mi đó. Cái dao cạo á. Đúng rồi, có người là cái dao cạo. Tôi cũng thối mà cũng kỳ đó. Bên đây làm cá nữa. Ừ, dưa cá thì thối. Trong Việt Nam nó hay lắm. Ông chữ ông nói mày bây giờ mày căng mày nó là ối mày vô làm mày ối vừa rửa cá mà vừa ối mà ơi đâu rửa dần lâu lên không anh bị khai thác mà anh biết kìa ơi máu thì máu à lấy mình đưa đây nó cắt rồi nó làm viên của nó nó tốt rồi đó. Chú đi tôi đi mệt rồi đi đi câu rồi vào mà không có dài mẹ đi tàu đi cho về hai đồng đi chuồng khơi quá nằm liệt gì nó coi lấy còn hai đồng nó còn cái cây cái con cỏ thôi còn nào giờ nó ra biển nữa còn view cái làm cái gì lấy chúng nó mà chúng mà chúng phải là đặt nó không mửa đó mà nó cắt hết à hai đó không mà đủ ghê thì nó chân đi biển ơi lấy cái cớ mà tôi không đi thường xuyên mà đi ông già hai lần rồi chuồng khơi rồi thấy ớ cứ nằm la liệt miết rồi trong cái ổng đánh vô đầy ổng vô mẹ cho rồi thấy còn tâm còn lâu rồi bị ví vậy đó ổng mỗi là ổng vô rồi ổng chửi ổng thấy mình nằm đó ổng chửi ngày xưa mình còn đi ổng đi đi mặt đi đi cái thấm mà đi đường đó ngày đó mà tôi nói nó mai ra đó cái chuyện đường đi từ từ giờ là ổng về đó là con đổng như vậy không cái thấm như vậy cái thấm rộng mà đi ra chè ra khỏi chè luôn ờ ra băng thấy dương luôn á thấy dương đúng 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 vậy đi đấy ờ đúng đó thì nói vậy là chuồng ấy rồi chuồng thống á chuồng lỏng rồi nói hay gì đó ở kia đi rồi tôi chụp luôn vậy chuồng mắm mua đó mà ờ chuồng mắm mua chuồng lỏng á ờ rút lưới về là đi định tôi có đi đó hai lần mà tôi không nói không nói cái đợt canh đi vô gió mà đi vô gió hoài thở người mà cây vườn ra có gió mà nước đổ ra thì quái rồi trời ơi ương bằng tấm mà rừng tôi đi chuồng lộng mà đi chứ lại anh hai Thanh nè Thanh chồng chị hai nè chứ lại ông ảnh nè ông hồi ông có chiếc ghe ghe máy á đi chuồng lộng đó ông kéo theo cái thúng nữa lần đầu tiên đi chuồng có biết kéo lưới đâu ông thả cái thúng mình xuống mình kéo lại còn thấy dư đâu còn chứ con có chuồng lộng còn thấy không có đứa nhỏ nào mà đi đi ghe tàu chó nồn đó ở mình mà coi như dầm tới mũi lé đó hồi nhỏ 4-5 tuổi đó biết rồi, đi ngược chiều đi ngược dầm tới mũi lé nửa tháng đó không nó đi ngược ghê nó dầm á có leo lỗ sao với anh ba mày là con 5 giờ sáng thấy thế nào thấy thế nào ngồi đây là không có thấy nè chồng là có luôn có buồn mới chạy ra không thấy chồng tương đương mà đứa nam nó thổi vô bôi coi như ỉa luôn á đứa nam mà nó thổi thổi ra mình bôi hết tới con rồi ông ơi quần nữa